Ngày 21 tháng 11, sau thời gian điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Anh Tuấn, giám đốc công ty Thiên Sơn, để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, ngày 25 tháng 5 năm 2017, bị can Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã ký hợp đồng với công ty Thiên Sơn để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước do số 2. Tuy nhiên ngay trong ngày thì công ty Thiên Sơn đã bán lại hợp đồng này cho công ty Trâm Anh thực hiện sửa chữa. 3 ngày sau, ngày 28 tháng 5 năm 2017, Bùi Quốc Mạnh, giám đốc công ty Trâm Anh tiến hành sửa chữa hệ thống lọc nước do số 2 nhưng để tồn dư axit. Ông Trần Văn Sơn, cán bộ phòng vật tư của bệnh viện đã không kiểm tra phát hiện sự việc mà vẫn thông báo cho điều dưỡng về việc hệ thống có thể sử dụng bình thường. Ngày 29 tháng 5 năm 2017, bác sĩ Hoàng Công Lương được điều dưỡng thông báo hệ thống lọc nước do đã sửa chữa xong, đã không kiểm tra lại, không báo cáo kết quả sửa chữa cho cấp trên mà ra y lệnh chạy thận cho 18 bệnh nhân. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố các bị can Hoàng Công Lương, Trần Văn Sơn và Bùi Mạnh Quốc. Hậu quả vụ việc đã làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong. Với Đỗ Anh Tuấn, Công an tỉnh Hòa Bình luôn giữ quan điểm người này không phải chịu trách nhiệm hình sự sau nhiều lần kết luận điều tra. Khi vụ án được đưa ra xét xử, các luật sư cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi không khởi tố lãnh đạo bệnh viện và giám đốc công ty Thiên Sơn. Các luật sư cũng cho rằng có dấu hiệu oan sai khi bác sĩ Lương bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình và Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp đã nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Sau nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, đến nay, cơ quan điều tra đã đổi tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương sang tội vô ý làm chết người, khởi tố thêm các bị can, Hoàng Đình Khiếu phó giám đốc kiêm trưởng khoa hồi sức tích cực, Trần Văn Thắng nguyên trưởng phòng vật tư và Trương Quý Dương nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.